Rồi, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục các video. Hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ tiếp tục test 4 chiếc đẩy Niền Vang Mango để gửi lên đường cho 4 bác. Xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đã tin ủng hộ Đặng Tín Audio nhé. Thì đây là tiếp tục là những chiếc dòng đẩy Niền Vang của các bác. Thực sự là trong mấy ngày hôm nay, cái dòng đẩy Niền Vang này đang rất hot bên em. Các bác đặt mua rất nhiều luôn, và các bác đã nhận được hàng thì các bác phản hồi rất tích cực về dòng đẩy Niền Vang này. Một là chất âm nó rất là hay, hai là đặc biệt là về phần intro dị vật hát karaoke của dòng này thì cực kỳ là hay rồi. Em khẳng định trong cái tầm giá như này, một con đẩy Niền Vang mà có tích hợp vang số của Batty House này thì cực kỳ hay luôn. Và em xin nói lại là đối với dòng vang số Mango này, đẩy Niền Vang Mango này, nó sẽ có chế độ Xantech, Xantech có nghĩa là chế độ lưng tiếng đây. Khi mình bật chế độ lưng tiếng lên, nó gần như là một con lưng tiếng tích hợp sẵn ở trong đây, nên là nó lưng tiếng nhạc, tiếng mic rất hay luôn. Khi nó tích hợp sẵn thì các bạn yên tâm về chất lượng của cái dòng đẩy Niền Vang Mango này nhá. Đấy, thì số lượng hiện tại cũng không còn nhiều đâu, thì các bác nào nhanh tay đặt hàng thì còn thôi. Và công suất con này là 550W một kênh, có thể kéo được một đôi full 30, một full 25. Đây em đang đánh hai đôi full 25 đây. Đấy, em đánh hai đôi 25 mà vẫn mở, vẫn còn chưa đến đâu cả, vẫn căng đét. Nên bác có thể đánh được một đôi 30 và một đôi 25 đối với dòng đẩy Mango này. Và đặc biệt là con này chạy sò trường LGV kép nên tiếng rất là sáng, chạy mạch sò trường LGV kép. Rồi, các bác theo dõi video một bác lại cho Đặng Tín Audio xin một like nhé. Các bác theo dõi video này một bác lại cho bên Đặng Tín Audio xin một like và đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhé. Rồi sẽ quay sau bác xem nhé. Và các bác nào vui lòng hãy xem kỹ video, em sẽ báo giá trong video luôn nhá. Đấy, em xin nhắc lại này, các bác hãy xem kỹ video, em sẽ báo giá trong video. Để tránh trường hợp các bác không xem kỹ video, các bác cứ đặt bừa đi xong về các bác bảo tôi chưa xem kỹ video. Nên là các bác hãy xem kỹ video, em sẽ báo giá luôn ở trong video cho các bác, được chưa? Thì đây là tín hiệu đầu vào này, BMG và AUX này, các bác cắm vào đỏ và trắng này. Đây sẽ hai lỗ mic đằng sau. Nó rất tiện lợi cho bác nào sử mic không dây, có đầy đủ lỗ mic đằng sau như này. Và đây là các đường ra của loa. Đấy, thì tất cả hàng này sẽ được bao zin, bảo hành 6 tháng các bác đồng đẩy Niền Vang này. Đấy, quan trọng là cái con đẩy Niền Vang này này, nó hay ở cái hay con vang này này. Thực sự cái con vang này, đây là con vang của Batty House nhá. Nên nó có chức năng nâng tiếng và đặc biệt echo gì vào con này nó rất là hay. Rồi giờ sẽ có bác xem cái ruột gan của con đẩy Niền Vang Mango này nhá. Để bác xem cái ruột gan nó nhá. Rồi, các ông xem đây là dòng ruột gan của con đẩy Niền Vang này. Thì đầu tiên đây là bo vang của nó, và đây là bo trung hú. Con này trung hú thì rất tốt luôn. Đây, các bác nhìn này, Batty House chứng con chưa? Đấy, nó sử dụng vang số của Batty House luôn. Rồi, bác theo dõi video của bác lại cho Đặng Tín Audio xin một like nhá. Bác theo dõi video này, bác hãy để lại cho bên Đặng Tín Audio xin một like và đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em. Và đây là phần công suất của nó, đây phần nguồn ở đây. Phần nguồn nó khá là to, đặc biệt là nguồn con này rất là cao. Nhưng công suất đưa ra là khá là lớn. Mà bác nhìn cái lá tản nhiệt này. Đấy, hàng bãi thiết kế rất là đẹp. Đấy, ưu điểm hàng cạm hàng bãi này. Đấy, hàng bãi cái này nó ngả màu này. Được chưa? Rồi, sẽ quay cho bác xem phần sò. Thì rất nhiều các bác thắc mắc là tại sao con này đánh 8 sò mà khỏe như thế. Thì em xin giải thích lại một lần nữa nhá. Con này là sử dụng sò MOSFET, sò trường LGV kép. Đây là một trong dòng sò chịu đối áp lớn và đặc biệt là cho ra rất sạch, công suất rất lớn luôn. Thì đối với một bộ 8 con sò này nó sẽ tương đương với một con đẩy 12 đến 16 sò Toshiba sò thường. Vì cái dòng sò trường này công suất đưa ra rất là lớn, các bác có thể đi hỏi tất cả các cửa hàng. Và đặc biệt cái dòng sò trường này này, chất âm của nó rất là hay, nó sạch tiếng và nó sáng. Nó không phải như mấy con đẩy Niền Vang mới là chạy sò Toshiba nó tiếng rất là đần. Đây, con đẩy Niền Vang như em nói rồi, bên em không bán. Em chỉ nhập về em test thử nhưng mà không hay thì em không bán. Đấy. Hàng còn rất đẹp, bao zin nguyên bản. Và đặc biệt con này thì nó rất là dễ chỉnh. Thì đối với dòng đẩy Niền Vang này nó rất là dễ chỉnh. Con Mango này thực sự là một con đẩy Niền Vang dễ chỉnh bậc nhất rồi. Đấy, thì em sẽ báo giá cho các bác, giá sẽ là 3.600.000 một chiếc, bao ship tặng đầy đủ dây cho bác nhá. 3.600.000. Giá sẽ là 3.600.000 một chiếc nhá. Sẽ bao ship. Thực sự giá là khá tốt cho các bác rồi. Một con đẩy Niền Vang như này. 3.600.000 một chiếc, bao ship bảo hành 6 tháng. Đây sẽ ba lỗ cắm mic này, ba chế đáp chỉ chỉnh ba mic này, to nhạc của nhỏ của mic này.
mic đây, nhạc đây và effect vang nhại đây. Còn tất cả khi có mua vang bên em, con đẩy này đi vang bên em sẽ được setup toàn bộ cho các bác rồi. Các về có chỉ cắm vào hát thôi, còn bác nào biết thì bác về sẽ chỉnh. Các bạn muốn vào phần music để chỉnh này, ấn music này, ấn setup này. Đó có thể tần em quay đi dơ. Đấy, rất là chỉnh, mong muốn thay đổi đây. Đấy, em báo giá lại các bác nhá, giá là 3.600.000 một chiếc. 3.600.000 một chiếc đẩy đi vang Mango này, giá rất hợp lý cho các bác rồi. Vừa tích hợp vang và tích hợp đẩy, đặc biệt là vang số rất hay. Chỉnh phần mic cũng vậy thôi, em quay đi dơ, thay đổi đây. Đấy. Còn tất cả setup cho bác hết kỹ hết luôn, có vẻ phải cắm các hát thôi. 3.600.000 nhá. 3.600.000 một chiếc này sẽ bao ship tận nơi cho các bác, tặng đầy đủ dây jack. Được chưa? Quan trọng nó rất là hay. Có theo dõi video của bác để cho Đặng Tín Audio Sim 19 nhá. Cứ để lại cho em Sim 19 và đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em. Quan trọng là cái dòng này nó rất là hay. Đấy, quan trọng nó rất là hay luôn. 3.600.000 một chiếc nhá. Em nhắc lại các bác rất kỹ. Gì? Ba triệu sáu trăm nghìn một chiếc nhá, sẽ bao ship tận nơi cho các bác, được chưa? Rồi bây giờ sẽ test các bác cái phần này, phần nhạc trước nhá, sẽ test về phần nhạc trước, các bác nghe nhạc trước nhá. Này một ngày, này sau ngày, đi một ngày, này hay đi một ngày, này hay đi. Thank you.
chất âm của dòng đẩy Manco này, giá sẽ là 3.600.000 đồng bao ship. Mọi chi tiết các mua hàng liên hệ cho qua số điện thoại 0916 97808 nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại tiếp theo nhé.